Ok, như vậy là xong nhé. Thật đơn giản, chỉ cần một thao tác là có thể xử lý được lỗi. Nếu các bạn cảm thấy clip hữu ích, hãy để lại một like và nhớ đăng ký kênh để cập nhật các cái hướng dẫn mới nhất bạn nha. Và bây giờ, vui của Oppo xin chào và hẹn gặp lại.